Cái xe có giãn nhát chở đoạn ngắn mạn nhãn mát chở đoạn 2019 thì đoạn nào có tiền thì thuê, ở phía thì không có giúp đỡ free mà phải trả tiền. Giãn xe 2019 đấy, xe Jeep đây. Cây to nhỉ, cây rất là to, nó sẽ giúp này. Cái cửa hàng ăn sáng bây giờ đã mở. Kitchen.